Xin kính chào quý vị, rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020. Quý vị thân mến, trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội thì các quy định về giao dịch bảo đảm trong Bộ luật Dân sự năm 2005 đã bộc lộ một số những hạn chế bất cập. Vì vậy, trong lần sửa đổi Bộ luật Dân sự này thì các quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đã được thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Vậy sự thay đổi này được thể hiện như thế nào trong Bộ luật Dân sự năm 2015? Vấn đề này sẽ được các vị khách mời trao đổi làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay. Đến tham dự chương trình của chúng ta, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của Tiến sĩ Hồ Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xử lý Vi phạm Hành chính và Theo dõi Thi hành Pháp luật Bộ Tư pháp, thành viên Tổ biên tập Bộ luật Dân sự sửa đổi. Xin được giới thiệu Tiến sĩ Trần Thị Hồng Hạnh, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến với trường quay của Kinh doanh Pháp luật ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng bắt đầu với chủ đề của buổi ngày hôm nay thì mời hai vị khách mời cũng như quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một số thông tin sau đây. Một người có tài sản cần tiền để thanh toán cho một giao dịch khác nhưng không muốn bán tặng cho tài sản đó. Một doanh nghiệp mở tài khoản và nhận các dịch vụ tại ngân hàng nhưng không thực hiện việc chi trả các khoản tiền phí dịch vụ ngân hàng thì ngân hàng được quyền phong tỏa tài khoản cho đến khi khách hàng trả xong nợ. Bên trông coi, bảo vệ hàng hóa nếu không nhận được thù lao trông coi, bảo vệ sẽ được giữ lại hàng hóa đó cho đến khi nào chủ sở hữu hàng hóa thanh toán xong chi phí. Đây là những sự việc phát sinh từ lâu trong giao lưu dân sự, kinh tế. Tuy nhiên, thực tiễn pháp luật lại chưa điều chỉnh hết các mối quan hệ này. Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, Bộ luật Dân sự 2015 đã đa dạng hóa, bổ sung hai biện pháp mới là cầm giữ tài sản và bảo lưu quyền sở hữu. Đây là biện pháp bảo đảm theo luật định, không hề phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên. Cái bảo lưu quyền sở hữu nó chủ yếu áp dụng trong hợp đồng mua bán tài sản. Nếu như bên mua mà chưa thanh toán hết tiền thì bên bán có quyền bảo lưu cái quyền sở hữu cho đến khi nhận được đồng tiền thanh toán cuối cùng. Thế còn cầm giữ tài sản sẽ được áp dụng đối với cả rất nhiều những cái hợp đồng mang chất song vụ. Bên kia, ví dụ như là bên làm dịch vụ đã sửa chữa tài sản xong rồi nhưng mà chưa nhận được tiền dịch vụ thì có thể cầm giữ cái tài sản đó cho đến khi bên kia thanh toán hết tiền thì mới bàn giao tài sản cầm giữ sang. Khác hẳn với các biện pháp khác là nó không xuất phát từ cái cam kết, từ cái thỏa thuận về cái việc là bảo đảm nghĩa vụ. Nhưng khi mà nó phát sinh ra cái nghĩa vụ liên quan đến người thứ ba thì đương nhiên cái đối tượng mà đang cầm giữ hoặc là đang bảo lưu quyền sở hữu đấy lại là cái đối tượng được ưu tiên cao nhất, ưu tiên tuyệt đối trước cả cái người nhận bảo đảm bằng cầm cố thế chấp. Nếu như các biện pháp thế chấp, bảo lãnh, cầm cố chỉ áp dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận thì cầm giữ tài sản là một biện pháp bảo đảm duy nhất trong số các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được áp dụng mà không dựa trên sự thỏa thuận của các bên liên quan. Pháp luật chính là cơ sở trực tiếp phát sinh quyền được cầm giữ tài sản. Bên cạnh đó, cầm giữ tài sản có những điểm tương đồng với biện pháp cầm cố, tuy nhiên giữa chúng có những điểm khác biệt cơ bản. Cầm giữ và cầm cố là hai biện pháp khác hẳn nhau. Cầm cố là việc bên vay dùng một cái tài sản thuộc sở hữu của mình chuyển sang bên cho vay nắm giữ để đảm bảo cho nghĩa vụ trả lại cái số tiền vay của mình trước bên cho vay. Thế còn cầm giữ, như tôi nói, áp dụng ở rất nhiều hợp đồng song vụ khác nhau. Và cái quyền cầm giữ tài sản này nó bó hẹp trong phạm vi chỉ được giữ lại tài sản chứ không được quyền thanh lý tài sản, không được quyền bán tài sản đó như trong cầm cố để thu hồi nợ. Tôi lấy ví dụ như là các ngân hàng cho vay hiện nay, đúng không? Cho vay tín dụng thì giữa ngân hàng khách hàng ký kết một hợp đồng gọi là hợp đồng tín dụng. Nhưng mà ngân hàng thường mấy khi cho vay mà không có bảo đảm đâu, đúng không? Ví dụ không có cầm cố, không có thế chấp tài sản đâu. Ví dụ có nhà chẳng hạn đưa ra để thế chấp. Thế thì rõ ràng là ngân hàng người ta yêu cầu là phải có tài sản ở đây và thậm chí là cái tài sản đấy phải có giá trị ở mức như thế nào đấy, đúng không? Phải lớn hơn giá trị khoản vay ngân hàng thì họ mới cho vay cơ. Tức là phải thỏa thuận rất kỹ về cái hợp đồng bảo đảm này. Đấy, nhưng mà đối với cầm giữ tài sản thì không cần phải có thỏa thuận trước. Và cái điều này cũng phù hợp với cả thông lệ quốc tế thôi, kể cả Hoa Kỳ, kể cả Đức, kể cả Pháp. Như vậy, những quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trong Bộ luật Dân sự 2015 chính là cơ sở bảo đảm an toàn cho hoạt động giao lưu dân sự, kinh tế, đặc biệt là hoạt động của các tổ chức tín dụng trong bối cảnh kinh tế xã hội ngày càng phát triển như hiện nay.
Thưa hai vị khách mời, phóng sự vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới một cái điểm mới được đưa ra trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và đã được Quốc hội thông qua vào cuối năm vừa rồi. Thì có một cái điểm mới đó là chính là bổ sung hai cái biện pháp bảo đảm mới, chính là cầm giữ và bảo lưu quyền sở hữu. Vậy thì đánh giá của bà như thế nào về việc bổ sung hai cái biện pháp này, thưa bà Hạnh? Theo cái thông lệ quốc tế và nhất là trong tình hình hiện nay khi chúng ta đã gia nhập cái cộng đồng ASEAN cũng như là gia nhập TPP thì những vấn đề liên quan đến thông lệ quốc tế là rất cần thiết, và chính cái việc bổ sung thêm hai cái biện pháp bảo đảm này sẽ tạo điều kiện cho cái hoạt động về giao dịch bảo đảm sẽ an toàn hơn, và cái đảm bảo quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên theo đúng quy định của pháp luật. Và đấy là cái khung khổ pháp lý để đảm bảo cho những người tham gia giao dịch dân sự, người ta có cái khung khổ pháp lý để người ta thực hiện để bảo vệ chính cái quyền lợi hợp pháp của mình. Tuy nhiên thì cũng liên quan tới các cái biện pháp bảo đảm này thì hiện nay qua thăm dò thì chúng tôi được biết rằng là một số doanh nghiệp vẫn còn nhầm lẫn giữa cái hình thức là cầm cố và cầm giữ. Vậy thì ông Hồ Quang Huy, ông có thể cho biết được cái sự khác biệt giữa cái việc là cầm cố tài sản và cầm giữ tài sản, và cái việc bổ sung về cái biện pháp này thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp thưa ông? Trên thực tế thì đúng là một số doanh nghiệp hiện nay vẫn đang có sự chưa hiểu rõ về cái thế nào là cầm cố tài sản và thế nào là cầm giữ tài sản. Về vấn đề này thì trong cái khuôn khổ chương trình này thì chúng tôi xin nêu một số cái điểm khác biệt cơ bản sau. Cái thứ nhất ấy, là đối với biện pháp cầm giữ tài sản thì cái quyền cầm giữ nó là luật định chứ không phải do các bên thỏa thuận. Quyền luật định. Còn đối với biện pháp cầm cố thì cái quyền cầm cố nó phát sinh phải trên cơ sở có sự thỏa thuận giữa chủ sở hữu tài sản với tư cách là bên cầm cố với cái bên có quyền, tức là bên nhận cầm cố. Đấy là điểm mà tôi nghĩ là điểm quan trọng đầu tiên. Cái điểm khác biệt thứ hai ấy, là cái đối với biện pháp cầm cố tài sản thì hệ quả pháp lý là nếu trong trường hợp mà không thanh toán được nợ thì bên nhận cầm cố được quyền xử lý trực tiếp cái tài sản cầm cố đấy. Nhưng đối với biện pháp cầm giữ thì trong trường hợp này cái bên có quyền cầm giữ thì chỉ được quyền giữ tài sản mà không được quyền trực tiếp xử lý tài sản. Vậy thì câu hỏi đặt ra là cái biện pháp cầm giữ này nó có tác dụng gì trên thực tế? Thì cái tính chất bảo đảm ở đây ấy, nó thể hiện ở chỗ là nếu như cái tài sản cầm giữ là đối tượng của hợp đồng song vụ thì bên có nghĩa vụ phải có trách nhiệm thanh toán cho cái bên có quyền. Và nếu như anh chưa thanh toán đầy đủ cái nghĩa vụ đối với bên có quyền thì bên có quyền sẽ được trực tiếp nắm giữ cái tài sản đấy của anh cho đến khi nào mà cái nghĩa vụ này được thanh toán hết. Thì đây chính là cái tính chất bảo đảm cho cái biện pháp cầm giữ, và cũng là cái sự khác biệt giữa biện pháp cầm giữ với biện pháp cầm cố tài sản. Đối với cái hình thức là bảo lưu quyền sở hữu, đây cũng là một cái hình thức mới, cho nên là nhiều người cũng chưa được hiểu rõ cái tính chất bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nó sẽ được thể hiện như thế nào ở hình thức này. Thì đối với cái hình thức mới bổ sung này, chúng tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến chia sẻ từ ông Hồ Quang Huy. Với Bộ luật Dân sự năm 2015 thì lần đầu tiên chúng ta xác định cái biện pháp bảo đảm mới, đấy là biện pháp bảo lưu quyền sở hữu. Vậy thì cái tính chất bảo đảm của biện pháp này thể hiện ở cái điểm sau này. Cùng với sự phát triển của kinh tế thì cái việc tài trợ vốn nó không chỉ thể hiện dưới dạng tiền mà nó còn được thể hiện dưới hình thức đấy là hàng hóa. Tôi lấy ví dụ như là cái doanh nghiệp là công ty kinh doanh liên quan đến trực tiếp đến sản xuất ô tô là Trường Hải. Khi mà bán ô tô cho một cái công ty kinh doanh taxi chẳng hạn, thì trong trường hợp này thì về mặt thỏa thuận dân sự thì người mua xe phải có trách nhiệm thanh toán tiền cho cái người bán xe. Thế nhưng vì chưa có tiền cũng như chưa có tài sản để làm tài sản bảo đảm như cầm cố thế chấp, thì trong trường hợp này giữa hai doanh nghiệp có quyền thỏa thuận với nhau về việc là dùng cái chính cái xe đấy làm tài sản bảo đảm cho cái hợp đồng mua bán, Và như vậy là hệ quả đặt ra là nếu như mà sau một thời gian mà người mua xe đã thanh toán đầy đủ thì cái quyền sở hữu xe sẽ được chuyển giao chính thức cho người mua. Còn ngược lại, nếu như mà cái người mua xe không thanh toán đầy đủ cho cái số tiền mà đã ký kết trong hợp đồng mua bán thì trong trường hợp này cái người bán xe được quyền lấy lại cái xe đấy, Như vậy rõ ràng là cái cách bảo đảm ở đây chính là bảo đảm thực hiện cái nghĩa vụ phát sinh từ cái hợp đồng mua bán. Vâng, nhưng mà qua cái ví dụ rất là sinh động vừa rồi thì chúng ta cũng thấy cái tính chất bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với cái hình thức là bảo lưu cái quyền sở hữu nó rất là rõ. Với tư cách là đại diện cho những cái tổ chức tín dụng thì cụ thể thì bà Hồng Hạnh, bà có thể chia sẻ thêm những cái ý nghĩa, cái tính chất bảo đảm của cái hình thức bảo lưu quyền sở hữu được không ạ? Ông Huy cũng có nói là vấn đề hiện nay là nó liên quan đến trên cái hợp đồng mua bán thì nó sẽ phát sinh cái quyền bảo lưu tài sản. Nó cũng liên quan tới các tổ chức tín dụng, bởi vì trong trường hợp này nó có những cái trường hợp ví dụ mua trả chậm chẳng hạn, thế hoặc là trả góp. Thế thì trong trường hợp như thế thì giữa cái bên bán xe và cái khách hàng ấy là có một cái hợp đồng ngân hàng tài trợ,
cho cái người mua xe đấy để trả tiền cho cái bên bán. Thì trong trường hợp đấy là cái xe đấy nó là cái tài sản hình thành trong tương lai và cũng là đảm bảo của cái khoản tiền mà ngân hàng cho vay để trả cho cái bên bán xe. Thế trong trường hợp như thế này thì là chúng ta cũng phải có cái hướng dẫn cụ thể đảm bảo cái lợi ích chính đáng của mình trong quan hệ giao dịch, mà nhất là trong trường hợp đối với tổ chức tín dụng là người mà cung ứng vốn mà chúng ta không giải quyết hợp lý các mối quan hệ về quyền lợi giữa các bên thì cái vấn đề này nó sẽ xảy ra là nợ xấu của các tổ chức tín dụng và sẽ ảnh hưởng tới cái hoạt động của ngành ngân hàng và cũng hoạt động của nền kinh tế nữa. Cũng liên quan đến tính chất bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của hai cái hình thức bảo đảm mới được bổ sung trong Bộ luật dân sự năm 2015 thì có một cái vấn đề phát sinh, đó chính là cái tính chất hiệu lực đối kháng đối với bên thứ ba. Theo ý kiến của ông Hồ Quang Huy thì ông có thể cung cấp thêm thông tin về vấn đề này được không ạ? Với Bộ luật dân sự năm 2005 thì chúng ta chưa có cái biện pháp bảo đảm là hai cái biện pháp mới. Vì vậy mà pháp luật tại thời điểm đấy thì cũng chưa xác định cái căn cứ nào để xác định cái thứ tự ưu tiên đối kháng với người thứ ba. Thế nhưng mà với việc bổ sung hai cái biện pháp mới này thì trong Bộ luật dân sự năm 2015 ấy thì cũng đã bổ sung cái cách thức để phát sinh hiệu lực đối kháng của hai biện pháp này đối với người thứ ba. Mà theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 ấy thì đối với biện pháp cầm giữ tài sản thì cái thời điểm phát sinh cái quyền đối kháng với người thứ ba của biện pháp cầm giữ đấy là phát sinh từ thời điểm chuyển giao, tức là cái tài sản được cái bên cầm giữ trực tiếp thực hiện cái việc nắm giữ cái tài sản đấy. Còn đối với biện pháp bảo lưu quyền sở hữu thì trong trường hợp này để phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì cần phải thực hiện việc đăng ký. Và như vậy là thời điểm đăng ký chính là thời điểm phát sinh hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo lưu quyền sở hữu đối với người thứ ba. Như vậy là phù hợp với bản chất của từng biện pháp. Theo đánh giá của các chuyên gia thì một trong những cái điểm mới về giao dịch bảo đảm lần này đó chính là đã có một cái sự tách bạch giữa thời điểm có hiệu lực của giao dịch, thời điểm chuyển quyền sở hữu và cái thời điểm có hiệu lực đối kháng đối với cả bên thứ ba. Thì ý kiến của bà Hạnh về vấn đề này như thế nào ạ? Cái thời điểm về hiệu lực trong giao dịch thì nó rất là quan trọng, bởi vì khi xác định cái thời điểm đó là nó xác định cái quyền và nghĩa vụ có liên quan của từng bên một. Bởi vì nếu sau cái thời điểm đó mà nó sẽ nảy sinh ra cái quan hệ về pháp lý và những người có nghĩa vụ, có quyền lợi có liên quan thì người ta lại căn cứ vào những cái thỏa thuận đấy để người ta thực hiện. Và chính là cái việc cầm giữ tài sản mà quá cái thời hạn mà không thanh toán được thì là lúc đó là sẽ dẫn đến cái trường hợp là cái bên có quyền sẽ được cầm giữ hợp pháp cái tài sản đối với tài sản trong cái hợp đồng song vụ. Cũng giống như trường hợp như vậy là đối với cái trường hợp là bảo lưu quyền sở hữu thì khi mà bên có nghĩa vụ mà chưa thanh toán được thì quá cái thời điểm phải thanh toán, bên bán sẽ được bảo lưu quyền sở hữu của mình đối với cái tài sản đó. Và trước khi chúng ta cùng tiếp tục với cái chủ đề rất là thú vị của ngày hôm nay thì mời hai vị khách mời cũng như quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Thực tiễn xét xử các vụ án dân sự, kinh tế tại tòa án cho thấy nhiều bản án sơ thẩm về các giao dịch vay mượn trong dân sự, tín dụng ngân hàng có liên quan đến bảo lãnh, thế chấp, cầm cố bị kháng cáo, kháng nghị. Việc quy định giải rác, không đồng nhất, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế đã được khắc phục tại Bộ luật dân sự 2015, đặc biệt là việc xử lý tài sản bảo đảm. Vấn đề xử lý tài sản bảo đảm được quy định rất giải rác và nó gắn với cả là từng cái biện pháp bảo đảm. Đấy, ví dụ như cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, rồi bảo lãnh, thì trong từng cái biện pháp đó thì xử lý tài sản bảo đảm như thế nào. Đấy, rất là tản mát. Nhưng mà trong Bộ luật dân sự 2015 thì là có quy định chung về xử lý tài sản bảo đảm. Ví dụ như là các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm, trong trường hợp nào thì xử lý. Có hai trường hợp, đúng không? Một là gì? Khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện, hoặc là thực hiện nghĩa vụ không đầy đủ. Thứ hai nữa là chưa đến hạn thực hiện nghĩa vụ nhưng mà bên có nghĩa vụ vi phạm hợp đồng, ngoài là bán đấu giá, ngoài là nhận chính tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ đấy, thì có phương thức nữa là bên nhận bảo đảm có quyền là tự bán tài sản. Bên cạnh đó, việc đăng ký tài sản cũng là vấn đề được quan tâm trong lần sửa đổi Bộ luật dân sự lần này. Trong thực tế, chúng ta gặp không ít trường hợp biện pháp bảo đảm không được đăng ký khi có tranh chấp giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm, không có tranh chấp với người thứ ba. Câu hỏi đặt ra là giao dịch bảo đảm không đăng ký có giá trị pháp lý không? Điều này đã được trả lời bằng chính quy định mới của Bộ luật dân sự 2015, biện pháp bảo đảm được đăng ký tự nguyện theo thỏa thuận của các bên hoặc bắt buộc theo quy định của luật. Đồng thời khẳng định
đăng ký biện pháp bảo đảm là phương thức làm biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba hoặc là điều kiện để giao dịch bảo đảm có hiệu lực trong trường hợp luật có quy định. Các bên không phải ký lại hợp đồng bảo đảm cũng như không thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm khi nghĩa vụ hình thành trong tương lai. Ngoài ra, sự thay đổi của các quy định về bảo lãnh cũng được các chuyên gia ghi nhận. Trước đây thì quy định là bảo lãnh là cái việc bảo đảm mà không gắn liền với tài sản, là chỉ bằng đối nhân, bằng uy tín thôi. Thì theo cái bộ luật mới này thì ngoài cái việc bảo lãnh như cũ thì lại quay trở lại cái bộ luật dân sự năm 1995, tức là có thể lại kèm theo cái tài sản cầm cố, kèm theo tài sản thế chấp. Đối với phần giao dịch bảo đảm, việc có một nguồn tín dụng sẽ là xương sống của nền kinh tế. Nhưng để đảm bảo cho các bên cho vay có thể yên tâm cấp các khoản tín dụng thì phải có những quy định cụ thể và vững chắc về giao dịch bảo đảm. Có được sự vững chắc về giao dịch bảo đảm sẽ bảo vệ được quyền lợi của bên cho vay. Từ đó, bên cho vay sẽ cấp các khoản tín dụng để phục vụ cho các hoạt động kinh tế, đáp ứng và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Như vậy có thể thấy việc hoàn thiện các quy định về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bên có quyền, nâng cao trách nhiệm của bên có nghĩa vụ, qua đó thúc đẩy giao lưu dân sự, kinh tế, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội. Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, tiếp tục liên quan đến những điểm mới trong bộ luật dân sự năm 2015 có bổ sung thêm biện pháp đảm bảo để thực hiện các cái nghĩa vụ trong tương lai. Với cái bối cảnh hiện nay khi mà các cái giao dịch phát sinh nghĩa vụ trong tương lai có khả năng phát sinh ngày càng nhiều thì việc bổ sung các cái quy định mới này nó sẽ có một cái ý nghĩa như thế nào? Thưa ông Hồ Quang Huy. Tôi cho rằng là nó trả lời được câu hỏi mà lâu nay các cái tổ chức tín dụng cũng như là các cái tổ chức cá nhân khác đặt ra. Là vậy thì khi giao kết những cái hợp đồng mà liên quan đến cái việc bảo đảm cho nghĩa vụ trong tương lai ấy, thì các bên có cần phải thỏa thuận cụ thể về giá trị tối đa của nghĩa vụ hoặc là cái thời điểm nào là thời điểm phát sinh nghĩa vụ trong tương lai không? Thì lần này trong bộ luật dân sự năm 2015 chúng ta đã khẳng định rất rõ là các bên có quyền thỏa thuận. Có quyền thỏa thuận. Như vậy là việc thỏa thuận hay không thỏa thuận là hoàn toàn là do các bên lựa chọn. Bên cạnh cái vấn đề vừa rồi thì chúng ta vừa đề cập trong bộ luật mới thì về nguyên tắc đăng ký tài sản sẽ là hoàn toàn tự nguyện trừ trường hợp là bắt buộc theo luật định. Vậy xét về khía cạnh thực tế, cái tính chất tự nguyện này nó có khả năng mang đến một cái bất lợi gì đó cho các bên khi mà thực hiện việc đăng ký tài sản hay không? Thưa bà Hạnh. Khi đăng ký là chính là mình bảo vệ cái quyền lợi của mình, xác định cái hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì cũng như ông Huy nói, tức là dựa trên cơ sở là đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các bất động sản, đúng không? Nhất là đối với đất đai hoặc là đối với các cái trường hợp khác mà theo thỏa thuận. Thì nếu mà trong trường hợp xuất hiện đối kháng với người thứ ba thì lúc đó thì theo thứ tự thanh toán ai đăng ký trước thì người đấy là được pháp luật bảo vệ cái quyền của mình. Thế nên là người dân, mỗi một người dân đều phải hiểu được cái tác dụng của cái việc đăng ký biện pháp bảo đảm như thế nào. Và nhưng mà để người dân hiểu được thì cũng phải tăng cường cái biện pháp tuyên truyền. Bên cạnh đó thì những cái quy định về pháp luật nó cũng phải đảm bảo sự đồng nhất, không có sự mâu thuẫn. Thì trên cơ sở đó thì khi có cái tranh chấp thì cái quyền của người dân khi mà đã đăng ký các biện pháp bảo đảm rồi thì lúc đó mới được bảo vệ một cách chính đáng. Vâng, như vậy là qua ý kiến của bà Hạnh vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là việc đăng ký tài sản có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Liên quan tới cái việc đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự thì một trong những vấn đề mà chúng tôi cũng muốn các vị khách mời chia sẻ thêm đó chính là vấn đề xử lý tài sản. Ông Hồ Quang Huy, ông đánh giá như thế nào về những cái quy định mới trong của bộ luật liên quan tới vấn đề xử lý tài sản? Liên quan đến cái nội dung về xử lý tài sản bảo đảm thì bộ luật dân sự năm 2015 ấy đã xây dựng trên cái nguyên tắc là tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Cái tôn trọng sự thỏa thuận các bên ấy, nó thể hiện ở rất nhiều nội dung, từ việc xác định phương thức xử lý tài sản bảo đảm, chuyển quyền sở hữu sau khi xử lý xong, rồi cho đến việc xác định cái giá bán đối với tài sản. Thì tôi cho rằng là cái nó phù hợp với bản chất của giao dịch bảo đảm, tức là trên cơ sở có sự thỏa thuận. Cái thứ hai ấy, thì bộ luật dân sự cũng đã tạo ra được cái hành lang pháp lý an toàn để tránh tình trạng là các cái chủ thể lợi dụng những cái lợi thế của mình để bắt ép cái bên kia trong cái giao dịch. Thì bộ luật dân sự đã đưa ra những cái nguyên tắc mà liên quan đến vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm các bên phải tuân thủ. Vấn đề tiếp theo ấy thì trong vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm thì bộ luật dân sự cũng đã giải quyết được những cái vấn đề phát sinh trong thực tiễn, những cái khó khăn vướng mắc thời gian vừa qua. Tôi lấy ví dụ như trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản trên đất thì thời gian vừa qua là rất vướng mắc trong vấn đề xử lý. Thế nhưng mà lần này thì trong bộ luật dân sự thì đã có hẳn một cái điều quy định trực tiếp về nội dung này. Thì những cái nội dung đánh giá như vậy tôi cho rằng là nó sẽ giúp cho cái công tác trong cái quá trình xử lý tài sản bảo đảm được đẩy mạnh và giúp cho cái quá trình xử lý nợ xấu cũng sẽ được tốt hơn rất nhiều trên thực tế.
Vâng, với cái ý nghĩa và tầm quan trọng của cái vấn đề liên quan tới xử lý tài sản bảo đảm, thì theo bà Hạnh, các bên trong quá trình thực hiện các cái giao dịch, hợp đồng, các cái quan hệ về dân sự cần phải lưu ý điều gì liên quan tới việc là xử lý tài sản bảo đảm? Khi mà giao kết hợp đồng ấy thì các bên phải hiểu rõ về các cái quy định về giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật. Thứ hai là những cái văn bản và pháp luật khác có liên quan, ví dụ những cái quy định về trong thương mại, về giao dịch hàng hóa như thế nào, hoặc là những vấn đề liên quan đến nhà ở, luật nhà ở, rồi luật đất đai, rồi những vấn đề liên quan đến luật hôn nhân gia đình trong việc kế thừa chẳng hạn. Thì những vấn đề đấy thì nó đều liên quan tới việc xử lý tài sản, và khi xử lý tài sản thì có thứ tự để thanh toán các cái khoản nợ như thế nào và theo thứ tự trật tự ưu tiên. Thế do vậy mà khi ngân hàng mà nhận các cái tài sản bảo đảm thì phải coi trọng, rất là coi trọng cái phần là hợp đồng về tín dụng cũng như hợp đồng bảo đảm tiền vay. Và trong các cái hợp đồng đó thì như ông Huy nói là phải tuân thủ tất cả các vấn đề liên quan đến tôn trọng các vấn đề thỏa thuận theo pháp luật. Thứ hai là những nguyên tắc về bảo đảm. Vâng, xin cảm ơn những ý kiến chia sẻ từ hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng đã được các vị khách mời đến với chương trình chia sẻ những thông tin, những kiến thức liên quan tới các cái quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 về các cái biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Và hy vọng rằng trong thời gian tới thì bên cạnh những cái quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 thì các cơ quan nhà nước, các nhà xây dựng chính sách cũng sẽ tiếp tục có những cái hướng dẫn cụ thể liên quan tới việc thực hiện các cái biện pháp này để đảm bảo cho mỗi người dân chúng ta đều nắm được những quy định đó để có thể thực hiện một cách tốt nhất những quyền và nghĩa vụ của mình liên quan tới các cái giao dịch dân sự. Một lần nữa chúng tôi cùng cảm ơn hai vị khách mời đã đến với trường quay của Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng đến với mục Lăng kính pháp luật. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tiểu mục Lăng kính pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua nhiều văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ban hành. Chúng tôi lựa chọn giới thiệu tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý như sau. Được nộp hồ sơ qua mạng với 7 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động in. Quy trình cấp giấy phép nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn qua mạng. Ưu đãi phát triển ngành công nghiệp ô tô. Theo quyết định số 143 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, quyết định bổ sung cách thức nộp hồ sơ qua hệ thống Internet với 7 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của các cơ sở in, bao gồm thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài với cơ sở in trung ương, cơ sở in địa phương, thủ tục cấp giấy phép hoạt động in, thủ tục đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2016. Vừa qua, Bộ Công Thương đã ra quyết định số 280 QĐ-BCT về việc ban hành quy trình cấp phép nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến theo cơ chế một cửa quốc gia. Trong đó có cấp phép đối với xe mô tô phân khối lớn. Theo đó, để được cấp giấy phép nhập khẩu dưới hình thức trực tuyến theo cơ chế một cửa quốc gia, doanh nghiệp truy cập cổng thông tin một cửa quốc gia và thực hiện đăng ký tài khoản trong vòng một ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, đơn vị quản lý cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ gửi thông tin phản hồi. Trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ đăng ký qua Internet của doanh nghiệp, Cục xuất nhập khẩu có trách nhiệm thông báo qua Internet kết quả xét duyệt cấp phép hồ sơ cho doanh nghiệp thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2016. Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định số 229 QĐ-TTg về cơ chế chính sách thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp đầu tư sản xuất các dòng xe ưu tiên có quy mô công suất trên 50.000 xe một năm và dự án sản xuất các bộ phận động cơ, hộp số, cụm chuyển động sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, mức ưu đãi đối với từng dự án đầu tư cụ thể sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Cũng tại quyết định, sẽ giảm mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với dòng xe ô tô ưu tiên tiêu dùng có dung tích xi lanh nhỏ, sử dụng ít nhiên liệu, có kích thước nhỏ phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông, phù hợp với thu nhập của người dân. Tiểu mục Lăng kính pháp luật đã khép lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvaphapluat.com. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
theo dự báo của các chuyên gia, cùng với việc gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, sự hình thành của cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ có tác động mạnh mẽ tới thị trường lao động. Vậy đâu là cơ hội cho thị trường lao động Việt Nam? Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, Việt Nam phải đối diện với những thách thức gì về vấn đề lao động? Tất cả sẽ được làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật với chủ đề Vấn đề lao động trước sự hình thành của AEC và khi TPP có hiệu lực, phát sóng vào 8 giờ 55 phút thứ Bảy ngày 12 tháng 3, phát lại vào 14 giờ Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2016 trên kênh VTV2. Mời quý vị và các bạn đón xem.